Hằng ơi, em muốn được xuống trần gian chơi với các bạn quá à. Chị cho chúng em xuống trần gian với chị nha. Kì cụi, sao cụi ngồi đây một mình mà sao cụi buồn thiêu vậy? Cụi muốn được xuống trần gian với chị Hằng, muốn được rước đèn trung thu, muốn được phá cổ trăng rằm, muốn được cùng mọi người quây quần ăn bánh mứt nữa. Năm nào cụi cũng phải ngồi đây một mình, cụi tủi thân lắm. Hay là chị Hằng cho cụi xuống trần gian với chị Hằng nhé. Đúng rồi, chị cho cụi và chúng em đi với. Được rồi, năm nay chị Hằng sẽ làm một nhiệm vụ đặc biệt, đó là sẽ xuống trần gian cùng các bạn nhỏ đón Tết Trung Thu và phát quà bánh cho các bạn nhỏ ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và biết nghe lời bố mẹ. Vậy cụ và các bạn cùng đi đón Tết Trung Thu với Hạ Giới cùng chị nha. Dạ, cảm ơn trời ơi. Nhưng mà các bạn phải nhớ là phải ngoan ngoãn, và mỗi bạn sẽ phải gửi một món quà và một lời chúc thật ý nghĩa đến các bạn thiếu nhi nhé. Dạ.